Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Đại Trí Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta cầu nguyện lần thứ hai ở vị Xá Ba Xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Người chúng chắp tay đưa lên trán thành tâm cầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con thành tâm cầu nguyện. Nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho đồng đạo Nguyễn Văn Hiệp. Cho đồng đạo Nguyễn Văn Hiệp. Từ trần ngày 17 tháng 8. Từ trần ngày 17 tháng 8. Năm Kỷ Hợi. Năm Kỷ Hợi. Thọ 82 tuổi. Hưởng thọ 82 tuổi. Nhờ ơn Đức Phật từ bi. Nhờ ơn Đức Phật từ bi. Cứu độ vong linh. Được thoát chốn mê đồ. Giảng sanh miền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Tam thập lục nhãn ức. Tam thập lục nhãn ức. Nhất thập nhất dạng. Nhất thập nhất dạng. Cửu thiên ngũ bá. Cửu thiên ngũ bá. Đồng danh đồng hiệu. Đồng danh đồng hiệu. Đại từ đại bi. Đại từ đại bi. Tiếp dẫn dòng. Nam mô Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Âm Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta cầu nguyện tiếp lần thứ ba ở quy xá Ba Xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đại từ đại bi. Đại từ đại bi. Tiếp dẫn dâng lên. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà quý vị niên trưởng trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, kính thưa quý tăng chủ, hôm nay được sự yêu cầu của trang gia và nghi thức của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi xin đại diện hội chiến sĩ Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam chương 201 làm lễ phủ cờ cho Trung úy Nguyễn Văn Hiệp. Xin mời toán phủ cờ. Nghiêm.
trước bước. Xin mời quý vị quan khách đứng dậy. Chào tay, chào. Đem tay xuống. Đặt cung cờ. Nâng cờ. Thủ cờ. Càng truy điệu. Tất cả chào tay chào. Kính thưa quý vị quan khách, kính thưa quý tăng chủ, ngày mai chúng tôi sẽ quay lại cái cờ và giao lại cho tăng chủ. Ngày hôm nay coi như lễ phụ cờ đã hoàn tất. Tôi, Trần Gia Đắc, Hội trưởng Hội Quân Cảnh Bắc Cà Ly, được tin anh Hiệp trong hội chúng tôi vừa mới qua đời. Anh em chúng tôi xin phép để gọi làm lễ trước quan tài của anh Hiệp. Và trước hết, chúng tôi xin đọc lời phát ngôn của hội chúng tôi. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Hội Ái Hữu Quân Cảnh Bắc Ca Ly Phọt Nha. Chúng tôi được tin ông Nguyễn Văn Hiệp, trung quý sĩ quan tài chánh tiểu đoàn 4 quân cảnh Cần Thơ, sinh ngày 31 tháng 12 năm 1938 tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam. Mất ngày 15 tháng 9 năm 2019
nhằm ngày 17 tháng 8 năm Kỷ Hợi tại San Jose, California, hưởng thọ 82 tuổi. Hội ái hữu quân cảnh Bắc Cali chân thành phân ưu cùng tăng quyến, nguyện cầu hương linh của Trung úy quân cảnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Hiệp sớm siêu thoát nơi cõi niết bàn thành kính phân ưu. Tổng hội quân cảnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại Hayward, California, Hội ái hữu quân cảnh Bắc California, Hội ái hữu quân cảnh Nam California, Hội ái hữu quân cảnh Houston, Texas, Hội ái hữu quân cảnh Dallas, Fort Worth, Hội ái hữu quân cảnh Tây Bắc Hoa Kỳ, Hội ái hữu quân cảnh Florida, Gia đình quân cảnh Georgia, Ohio, Oklahoma, Đông Bắc Hoa Kỳ, Hoa Thịnh Đốn, Chicago và Australia, đại diện quân cảnh tại Pháp, Switzerland và Canada. Và sau đây, hội quân cảnh chúng tôi có một bản tưởng niệm của hội gửi đến cho tham gia. Xin mời. Xin mời anh em quân cảnh là chúng ta lần lượt lên ý kiến.
mới có ba thì chờ. Hôm nay chúng tôi đại diện cho Hội Cựu Chiến sĩ Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam chương 201. Xin làm lễ xếp cờ và trao lại cho thân nhân của tang gia. Trái phải, quay. Chào tay, chào. Đem tay. Xếp cờ.
đại diện hội viên cựu chiến sĩ Hoa Kỳ tham dự tại Việt Nam trên hai tập hợp. Xin trao trân trọng trao lại lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam Cộng Hòa. Kính mong gia đình mau sớm thoát ra khỏi cái khoảng thời gian khó khăn này để tiếp tục con đường tương lai của người dân quốc gia. Thay mặt gia đình con cũng xin cảm ơn các cô chú, gia đình con cũng cảm thấy rất là thân thành được ngồi đây chúc mừng này. Cảm ơn cô chú. Cảm ơn. Chào tay. Chào. Đệm tay xương. Tay phải quay. Trước bước. Đem tay xuống. Đó, nghỉ. Nghiêm. Trái quay. Trước bước. Xin mời tất cả anh em quân cảnh lên. Xin mời chúng ta trọng mời bà tài đáp phước. Xin mời với các anh em quân cảnh. Thưa anh Hiệp, chỉ còn vài phút nữa là anh đã đi xa khỏi chúng tôi rồi. Phật giáo Hòa Hảo Bắc Cali, quý đồng đạo, các hội đoàn cùng toàn thể quý ông bà, cô bác, cậu mợ, chị dượng, các anh chị em nội ngoại, thân bằng quyến thuộc, gia đình thông gia, bạn bè thân hữu gần xa đã gọi điện, email, chia buồn, gửi tràng hoa đến viếng và tiễn đưa linh cữu của ba chúng con đến nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tăng gia bối rối, không tránh khỏi những điều sơ suất, xin quý vị nhân tình tha thứ. Thay mặt cho toàn thể gia đình ông Nguyễn Văn Hiệp, chúng con xin thành thật tri ân và cảm tạ. Chúng nhờ hội quân cảnh quốc gia với hội ABAA cảm ơn đã hỗ trợ.
cũng mất đi một đồng hành quý mến đã từng chung vai chắc cánh để một thằng cái đó đó anh là vậy rất là hiểu lúc nào cũng phục vụ đồng khách nhưng cũng thật cao cả. Hôm nay chúng tôi đến đây để tưởng niệm anh và cầu mong cầu xin nhờ ơn trên Đức Phật từ bi cứu độ lưu linh được thoát xuống mười đồng nhập tinh nghiệp năm nay. Đại từ đại bi tiếp dẫn dòng linh A Di Đà Phật.
Nam mô Tây Phương. Ngọn gió thu sầu lá rụng rơi, tiễn người biền biệt cuối chân trời. Trăm năm để lại niềm thương tiếc, cầu nguyện người đi được thảnh thơi. Hay tin đồng đạo đã qua đời, thương tiếc không cầm giọt lệ rơi. Bữa trước còn khuyên nhau niệm Phật, mà nay vĩnh biệt cách xa rồi. Vẫn biết việc tử sinh là định luật, là lẽ thường của một kiếp con người. Nhưng sao lòng vẫn thổn thức không nguôi, khi đưa tiễn người đi không trở lại. Anh Hiệp ơi, trần gian đầy khổ ải, cõi ta bà là hố thẳm hang sâu. Kiếp phù sinh trải bao cuộc bể dâu, khi dinh nhục lúc giải dầu mưa nắng. Chữ công danh cũng bao lần thối thắm, sự nghiệp là cay đắng trầm luân. Cuộc mưu sinh với cơm áo gạo tiền, nơi đất khách tiền nguyên theo năm tháng. Nay tuổi hạt, đường đời đã viên mãn, vui sớm chiều cùng mẹ bản thiện lương. Hội AVVA và Phật giáo quê hương, nơi hội quán hảo hòa thường chủ nhật. Rồi một sáng hay tin anh chẳng thức, ngủ an nhiên dù mặt nhật lên cao. Cháu con nhìn trong nức nở nghẹn ngào, ôi đã mất người cha ông chú bác. Tránh xa khỏi đời người một lần thác, dù không mong nhưng ai thoát được đâu. Nay anh đi theo anh rước nhiệm màu, con cháu hỡi bớt u sầu thương nhớ. Muốn cha ông bước lên đài sen nở, con cháu cần hành thiện chớ sát sanh. Thường nguyện cầu tha thiết một lòng thành, nơi cực lạc Di Đà xin tiếp dẫn. Giờ tiễn biệt sắp bắt đầu kề cận, mong anh vui cùng thế giới vĩnh hằng. Nén tâm hương của tất cả thân bằng, cùng đồng đạo kính đưa anh gần cuối. Nam mô A Di Đà Phật, kính tiễn đưa anh đồng đạo của nhân dân. Thank you.
Thank you.